Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em cái dòng pin lưu trữ SPE có giao tiếp với inverter lắc power của bên mình về bữa giờ rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có cái thời gian mình quay lên cho anh em cùng xem. Thì đây là một cái dòng SPE 51.2V 100Ah đó. Bình này bên mình bảo hành 5 năm, miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Anh em nhớ nhá, bảo hành 5 năm, miễn phí giao hàng, bảo hành trên toàn quốc. Đó, thì mình xin giới thiệu sơ qua với cái dòng SPE bên mình. Thì hiện tại bên mình đang về hai loại. Một loại là loại gắn trên tủ. Loại này là loại gắn trên tủ này. Đó, còn cái loại này là loại treo trên tường này. SPE treo tường này đều có giao tiếp với inverter lắc power do bên mình cung cấp nhá. Thì mình xin giới thiệu qua về cái thông số của máy. Bình này điện áp là 51.2V này. Dung lực 51.2V 100Ah. 100Ah này. Năng dung lượng lưu trữ là lên đến 5.12 kWh này. Giải điện áp hoạt động từ 44.8 đến 57.6V này. Điện áp sạc cho bình là từ 56 đến 57.6V này. Điện áp cắt là từ 44.8V này. Cắt là 4.8. Dòng sạc tối đa lên đến 100A nhá. Dòng sạc tiêu chuẩn là 50A, nhưng mà với cái loại bình 100Ah này thì mình chỉ sạc khoảng 50A thôi. Đó. Sạc 20A đây anh em ạ. 0.2C mình sạc 50A là loanh quanh khoảng 4 đến 5 tiếng này có thể đầy được bình rồi. Đó, dòng xả tối đa là đến 100A. Đó. Thì trọng lượng bình là 46 kg này, giao tiếp RS 485 được này. Đó. Lên đến 6000 lần chu kỳ sạc xả luôn nha anh em. Bình này mình check lại thông số là lên đến 6000 lần chu kỳ sạc xả. Đó. Hiệu suất sử dụng được lên đến 15 năm của bình. Đó, được chứng nhận CEMCTOV. Đó, IEC 62619 luôn nha anh em. Đó. Dòng này là có giao tiếp dùng chơi những cái inductor và phân khúc inductor cao cấp đó. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ đến hotline của mình để báo giá về dòng SPE này. Xin cảm ơn tất cả anh em.